con tên gì? Dạ, con tên Khánh Phân. À, bữa hổm dắt con đi thi chương trình trên Trấn Thành. Dạ, ông Sáu con. Ông Sáu con tên gì? Dạ, con không biết nữa. Ông Sáu không biết, như biết tên ông Sáu đó ha. Dạ, ông dạy cho con đàn luôn cái gì? Dạ, ông Sáu dạy con đàn. À. Rồi, rồi, bữa hổm Trấn Thành chọn con vô đó phải không? Dạ. Ừ, có thi chương trình Trấn Thành đó. Khánh Hưng năm nay nhiêu tuổi rồi con? Năm nay 8 tuổi. 8 tuổi rồi. À, Khánh Hưng được 8 tuổi các bạn ơi. Học lớp mấy rồi con? Lớp 3. À, con biết đàn sến này lâu chưa? Dạ, mới biết đàn hồi hè lớp 1. Lớp 1, vậy là 2 năm à? Con đàn 2 năm. Con đàn nhiều bài chưa Hưng? Dạ, mới có 10 mấy bài. Mấy bài ha. Chào mừng tất cả các bạn đến kênh YouTube An Giang Lê Thanh cũng như kênh YouTube của Thảo 1990 Vlog. Hôm nay đến thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân để gặp gỡ thằng Đồng, phải không? Thường thường mấy người kia gọi con bằng thằng Đồng phải không? Dạ. Thằng Đồng đàn sến. Tức là thằng Đồng đàn sến là còn rất là nhỏ tuổi mà biết đàn sến các bạn. Ta hay gọi có gọi là thằng Đồng ha. Khánh Hưng cũng nằm trong cái tên gọi đó của cộng đồng mạng. Thì được biết, Lê Thanh cũng được biết là Khánh Hưng cháu còn rất là nhỏ tuổi, như 5-7 tuổi là cháu đã tham gia cái chương trình thi, cái đó là thi biệt tài Thí Hon đúng không? Dạ. À, cháu Khánh Hưng thi biệt tài Thí Hon ở chương trình của Trấn Thành đó các bạn, thì được Trấn Thành đã chọn. Thì ở Phú Mỹ Phú Tân này cháu cũng rất là dễ thương, được cô bác anh chị em để chỉ dẫn cho đàn. Thì cháu đàn được khoảng 3 năm không? Chắc 3 năm phải không? Dạ. À, cháu đàn khoảng 3 năm rồi. Cháu mới đàn này mới lớp 1 lớp 2 năm rồi. 2 hả ba? 2 năm. Nhớ không? Cháu đợi mấy năm nha. Cháu đợi 2 năm rồi không? Không nhớ luôn. Cháu đợi mấy năm cháu không nhớ luôn. Chỉ nhớ là đàn thôi chứ không nhớ mấy năm các bạn. Còn nhỏ tuổi nhiều khi thì không có biết trả lời những câu hỏi. Cho nên các bạn thông cảm nha. Thì hôm nay Lê Thanh hôm nay đến đây giao lưu với cháu một lớp lưu thủy hành văn. À, rồi ngón đàn của thằng Đồng Tí Hon ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân. Rồi mời cả nhà đến thức nha. Mọi người cùng thưởng thức nha. Gió lòng trời cao nghe xuyên sao, đồng lúa xanh ngạt ngào, xa xa trầm lắng thăng lòng ương mình trên sông. À nói ơi con sống xô đồng lòng, à nói ơi con sống xô trong lòng. Thì cháu cũng đàn được mấy chục bài đó các bạn. Thì hôm nay mình chỉ thử 1-2 bài để giao lưu với cháu Khánh Hưng. Cháu học lớp mấy rồi? Năm nay con học lớp 3. À, con học lớp 3, trường con học ở trường gì ạ? Trường Xê Phú Mỹ. Xê Phú Mỹ ở đây gần đây ha. Dạ. À. Thì con đàn sến, con còn biết đàn kia đàn khác nữa không? Dạ không. Không, con đang luyện cái đàn sến không? Vậy là bé Khánh Hưng là chỉ đàn cái đàn sến này hả? À, chỉ đàn cái đàn cổ là chưa có cái đàn cổ thì chưa không biết đàn, nhưng mà khi đàn sến này đàn dụng cổ được. Cháu cũng rất là vui, cũng ghé đây để giao lưu ngón đờn như là ca. À, nghe nói là cháu cũng vừa đờn vừa ca được luôn phải không Hưng? Dạ. À, cháu Khánh Hưng vừa đờn vừa ca, được biết là cháu rất là hát, bà con ở đây thích là cháu hát vừa rồi có cái bài Vịt Corona, đúng không? Dạ. Bây giờ hát là của cái ai sáng tác này không? À, của ai sáng tác nhé không? Rồi bây giờ cháu hát tặng cho khán giả một bài nha, vừa đàn vừa ca luôn nha. Rồi.
Rồi, xin mời cả nhà cùng thưởng thức nha món đàn của Khánh Phương cũng như giọng hát của Khánh Phương luôn nha các bạn. Bạn vừa thưởng thức giọng hát của Khánh Phương nha các bạn, thằng đồng bên Phú Tân, tỉnh An Giang. Nói chung là An Giang là có 102, như cháu này đã còn nhỏ tuổi mà cầm cây đàn sến, đàn rất là giòn, rất là dễ thương. Đâu con có đàn một điệu nào nữa, đàn không đó con. Đàn không nha, bây giờ con đàn bài gì đặng chú giới thiệu nè. Lý Tòng Quân. Cháu sẽ đàn theo điệu Lý Tòng Quân nha các bạn, xem cả nhà cùng lắng nghe. Cho chú hỏi cái đừng mắc cỡ nha. Ai không hết tóc con à? Dạ, con sát con. Hết luôn lông mày luôn phải không? Đúng không? Dạ, cháu đẹp. Trời ơi, cái này chú bản gì ta? Độc lạ nè. Độc lạ. Tức là hết tóc trong hết chân mày luôn. Dạ. Đây chân mày đây các bạn. Là đành mới để ý. Đó, ủa sao ngộ ta sao chụi lưỡi chứ, lúc trước là có chân mày sao giờ chụi lưỡi. Má hỏi cháu cũng trả lời được, tình hất tóc hất luôn cái chân mày. Ở đầu chị chú hết bệnh chú đi hát à. Ở gần đây không? Dạ. Gần đây không? Cái người hát gần đây không? Hả? À? Là đành mới để ý nãy giờ hát mà không ai nhìn đó nhìn lưa lửa chân mày nhỏ đâu mất tiêu. Dạ thôi là cô Sáu hết xong rồi hết luôn chân mày cho đẹp hả? Dạ. Ai nói hả? Ai nói hết luôn chân mày đẹp? Tự nói. Hả? Con tự nói. Con tự nói nha các bạn chứ không phải cô Sáu nha. Cô Sáu nghe cái la nhỏ tội nghiệp. Để thấy nó lạ lạ chỗ đó. Cười rất là có duyên nha các bạn. Kênh YouTube An Giang Lời Thành, nhà có nhiều niềm vui và có nhiều hạnh và có nhiều mạnh khỏe hạnh phúc. Con chào và hẹn gặp lại.